Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, chào thể anh em. Hôm nay shop xin giới thiệu với lại các bác, các anh em đam mê chơi PCP nhá, chơi củi, các mẫu túi chống sóc nhá. Mẫu túi chống sóc để cho anh em được củi. Nói chung là cái này là cái mẫu túi chống sóc mà nó có mút ở trong, nó êm ái. Thì còn các bác về đựng cái gì thì các bác đựng nhá. Hôm nay giới thiệu cho các bác cơ bản là có 3 mẫu nhá, 4 mẫu nhưng mà có 2 kiểu là vuông nhưng mà nó khác nhau về màu. Giới thiệu với các bác cái mẫu đầu tiên đây. Mẫu đầu tiên nhá, là mẫu màu đen. Đây, mẫu màu đen. Mẫu màu đen các bác nhá. Mẫu màu đen này. Cái này ấy, là chiều dài nó là 1 mét. Chiều dài 1 mét nhá. Thế còn cái chiều rộng, em quay sao sát được cho anh em nhìn thấy. Chiều rộng nó là tới 30 nhá. Chiều rộng tới 30. Khóa là khóa hai đường các khóa. Đây các bác kéo dưới này hoặc là kéo lên trên này, hai đường kéo khóa. Ở đây phía ngoài này thì sẽ có một ngăn này để các bác đựng đồ này. Đây ngăn này đựng đồ lật vật nhá. Ở phía này là 4 khoang đựng đồ nữa, 4 khoang đựng đồ. Đây là cái tới 1 mét nhá. Đây các bác nhìn này, phía trong đây có dây đeo cho các bác này. Mút hai mặt nhé, mút chống sóc hai mặt rất là êm ái. Cái này cực dày cực êm luôn. Và cái vải của cái túi này là vải bằng vải bố nhé, vải bố loại tốt. Đây mút đây các bác nhé, mút này. Đấy, rất là êm. Cái này gọi là túi chống sóc nhé, khóa hai chiều, hai bên kéo từ dưới lên luôn. Cái mẫu này là mẫu 1 mét này, mẫu màu đen. Cái này màu đen thì nó kín đáo hơn. Đây, mẫu màu đen. Bên ngoài mẫu màu đen đây thì có mẫu 1m2. 1m2 cũng là mẫu màu đen luôn nha các bác nhá. 1m2. Cái này 1m2 thì bề rộng của nó cũng là 30. Bề rộng nó hơn 30 rồi đấy. Đây 30 chuẩn đây. 30. Thì này các bác sẽ đựng cái củi nó rộng rãi hơn nhá. Thế còn về cái dây đeo ấy thì là nó sẽ đeo theo kiểu như thế này. Thứ nhất ấy, một là các bác cầm tay sách như này. Hai là cái dây đeo nó móc vào đây. Đây. Đây để sẵn cho các bác này. Cái đai này. Đây các bác. Các bác lưu ý nhá. Cái dòng này là đeo kiểu như này. Đeo kiểu này các bác nhé. Hoặc là các bác thích các bác đeo chéo sau lưng. Đeo chéo như này. Thì nó vẫn là dạng đeo chéo sau lưng nhé. Hoặc là đeo chéo ở vai. Chứ không phải là dạng đeo như ba lô này đâu nha các bác nhé. Đấy, dạng đeo như ba lô này là không phải nhé. Các bác lưu ý kỹ. Đeo dây này. Đây, đây là dây đeo nhé. Được kế tiếp ấy là cái mẫu dài 85cm các bác nhé. Mẫu này là mẫu màu vuông. Mẫu vuông dài 85cm. Đây 85cm. Mẫu này thì rất là to. Này là cũng là màu đen nhá. Nhưng mà cái này nó có cái này là cái mẫu mới này các bác này. Mẫu màu vàng mới. Mới có nhá. Lúc trước là màu khác, bây giờ mới có cái màu này. Tôi giới thiệu cho các bác xem cái màu nó kỹ nhá. Mặt ngoài này, này có một cái túi rất là rộng. Đây một khoang này rất là rộng nhá. Có miếng dán này. Khoang này thì có khóa kéo. Có khóa kéo cho các bác nhá. Đây, diện tích cũng rất là rộng. Sách đây một là cầm như này, hai là đeo chéo dây như này. Đây, đeo chéo dây này cũng hai khóa luôn nhé, hai khóa kéo về phía hai bên. Đây ở trong này các bác này, trong cũng là mút rất là êm. Đây các bác này, trong mút rất là êm nhá. Cái này thì diện tích rất là rộng nhé, rất là rộng. Đây lớp mút chống sóc êm ái, dùng cho các bác chơi những cây ngắn nhé. Đây là cái này mẫu này mẫu 85cm, nó có cái màu vàng như này và màu đen. Đây các bác nào có nhu cầu thì là cứ liên hệ nhé. Cái mẫu này thì đồng giá hết các bác nhé. Đó là túi chống sóc thì nó sẽ đồng giá nhau hết. Đấy là 350.000 cho tất cả các mẫu, tùy vào cây củi của các bác nhé.
hay của các bác nằm ở cái số đo dài bao nhiêu, 85 hay là 1m hay là 1m2, các bác thích chọn chiều dài bao nhiêu thì các bác chọn nhá. Còn về giá thì luôn luôn là đồng giá là 350.000 cho một chiếc, đã bao gồm cả tiền cước phí rồi nhá các bác nhá, đã bao gồm cả tiền cước phí vận chuyển rồi đấy. Đây một túi chống sóc đã đeo như thế này, hoặc là các bác đeo lên vai kéo này là tùy các bác nhé. Rồi những túi chống sóc nhé, dành cho anh em đam mê chơi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh theo số điện thoại kia nhá. Rồi xin chào anh em.